Xin chào quý vị khán giả đến với buổi livestream ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng là đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến cực kỳ phức tạp và chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội. Thế nhưng với nhiều người thì sau khi trải qua nhiều cái đợt bùng phát về đại dịch thì họ cũng đã bắt đầu thích nghi và tìm kiếm cơ hội trong thách thức. Và hiểu rõ mong muốn của quý vị khán giả về việc tìm kiếm những cơ hội các kênh đầu tư cũng như là thông tin về những cái sản phẩm đầu tư tiềm năng hấp dẫn, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cũng như là giải đáp thắc mắc liên quan đến một dòng sản phẩm mà đang thu hút được nhiều sự quan tâm, đó là dòng sản phẩm Shop Villa Second Home, ngôi nhà thứ hai của lợi nhuận kép. Và tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được chào đón các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện tập đoàn Novaland, ông Huỳnh Ngọc Huân, giám đốc kinh doanh dự án Nova World Hồ Tràm. Và xin trân trọng giới thiệu về phía thành viên của Nova Group, trân trọng giới thiệu ở phía đầu cầu tham gia livestream ngày hôm nay, đó là ông Dương Hoài Vũ, giám đốc marketing Nova F&B thuộc Nova Service Group, một thành viên của Nova Group. Và tham gia với buổi livestream này ở đầu cầu từ xa, xin được trân trọng giới thiệu đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, ông Nguyễn Hoàng Bảo, giám đốc trung tâm liên kết đối tác. Kính thưa quý vị khán giả, thì mở đầu chương trình này thì chúng tôi xin được phép được điểm qua những xu hướng thị trường 6 tháng cuối năm được giới chuyên môn nhận định như sau. Thứ nhất, đó là xu hướng sở hữu đa tài sản ở nhóm trung lưu. Bất động sản tiếp tục là một kênh hấp dẫn và một kênh đầu tư nổi bật. Trong đó thì Second Home đang trở thành một trong những sản phẩm được quan tâm với mục đích là đa dạng hóa danh mục tài sản. Và cái xu hướng thứ hai đó chính là sở hữu cái ngôi nhà second home, ngôi nhà thứ hai. Cái xu hướng này đang gia tăng và đón nhận sự quan tâm rất cao từ các khách hàng, các nhà đầu tư do nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đi nghỉ dưỡng ngoài thành phố vào cuối tuần. Từ khi dịch Covid bùng phát thì cái nhu cầu này của các gia đình và của những người thành đạt ngày càng tăng cao. Và cuối cùng đó là xu hướng trữ tiền trong bất động sản thương mại của nhóm nhà đầu tư ưa chuộng kinh doanh hoặc là những nhà đầu tư chuyên nghiệp có tầm nhìn xa để săn lợi nhuận kép. Và như chúng ta đã thấy thì sở hữu second home tại các khu đô thị du lịch ở gần trung tâm đang được nhiều người lựa chọn, và chủ yếu là mục đích liên quan đến nghỉ dưỡng, giải trí và đi kèm với đầu tư sinh lợi. Thì có lẽ câu hỏi đầu tiên được sẽ được phép được dành cho ông Huân, đại diện của Nova World Hồ Tràm. Thì như ông Huân cũng thấy rằng là cái xu hướng đầu tư vào second home thì chúng ta đã thấy trong những năm gần đây, nhưng mà không biết là trong cái bối cảnh hiện tại thời điểm bây giờ đó, cái xu hướng đầu tư vào second home nó có phải là một cái trào lưu ngắn hạn hay không? Cái việc mà tăng giá đột biến của một số sản phẩm bất động sản nó khiến cho tạo ra một cái kỳ vọng, một cái thói quen về chuyện là sản sinh lợi nhuận nhanh và chốt lời nhanh của giới đầu tư. Thì không biết hiện tại thì xu hướng này nó là cái trào lưu ngắn hạn hay là về lâu dài nó sẽ trở thành một cái xu hướng bền vững hơn. Thì thật sự là theo thực tế thì ghi nhận tại Novaland á, thì mức độ hấp thụ các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng trong hai quý đầu năm 2021 vẫn khá ổn định. Thì theo như cái khảo sát tất cả khách hàng, khi mà cái lý do mà họ ra cái quyết định mua bất động sản trong thời điểm này, yếu tố có thể nói là chiếm tỷ trọng lớn nhất, đó là cái việc mà hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã được phê duyệt trong nửa đầu năm 2021 để đón đầu một cái xu hướng tăng giá trong tương lai. Thì đây là một trong những cái định hướng đầu tư dài hạn của khách hàng. Và đặc biệt là những cái dòng sản phẩm second home thì khách hàng đang có xu hướng là sở hữu từ 2 cho đến 5 năm cho cái gói đầu tư dài hạn để có thể nhận được một cái mức lợi nhuận cao khi mà cái dịch Covid đi qua, rồi xong sau đó là một lượng lớn khách du lịch quốc tế đến. Thì đây là họ đang tập trung là đầu tư dài hạn trong tương lai. Cảm ơn anh Huân. Xin được phép hỏi anh Bảo của ngân hàng VPBank ở đầu cầu phía VPBank ạ. Vâng, anh Bảo nhận định thế nào về xu hướng đầu tư vào cái sản phẩm second home thông qua những cái khoản giải ngân của chính ngân hàng mình trong thời gian vừa qua? Cảm ơn Quốc Khánh ạ. Kính thưa quý vị, là một trong những ngân hàng luôn tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các khoản vay được hiệu quả với chính sách vay vốn cực kỳ hấp dẫn, thì VPBank thì có những nghiên cứu riêng để đưa ra các gói vay hợp lý phù hợp với các phân khúc khách hàng trong lĩnh vực bất động sản.
Qua đó thì chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của xu hướng mới trong lĩnh vực bất động sản, đó là chú trọng vào chất lượng sống, sức khỏe, đầu tư thông qua sở hữu ngôi nhà thứ hai, second home. Thì ở các điểm luôn luôn là phát triển ở các second home ở những cái điểm du lịch biển lớn. Theo đó thì những dự án đô thị biển được đầu tư lớn về cả quy mô lẫn chất lượng, đồng bộ theo cơ sở hạ tầng giao thông như là cao tốc, sân bay thì rất là thuận tiện cho cái việc di chuyển, sẽ được khách hàng ưu tiên lựa chọn, và thường là khách hàng sẽ lựa chọn phương án đồng hành từ cái thời điểm rất là sớm. Xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho các dòng tiền. Thì theo ghi nhận của Vi Băng thì xu hướng đầu tư ở second home không còn dừng lại ở phân khúc khách hàng VIP siêu giàu nữa, mà đã lan tỏa đến tất cả các phân khúc khách hàng, nhất là các phân khúc khách hàng trung bình khá. Vì sao vậy? Là vì là sở hữu second home có ngân hàng hỗ trợ đồng hành, vừa mang lại giá trị là nghỉ dưỡng, sức khỏe, kinh doanh và vừa mang lại giá trị đầu tư sinh lời. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Bảo. Thì rõ ràng qua phần chia sẻ vừa rồi chúng ta thấy rằng là việc gia tăng đầu tư vào second home đang trở thành xu hướng ngày càng nổi bật trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là với sự hỗ trợ của việc phía ngân hàng tư vấn VIBank thì cái việc đầu tư vào sản phẩm này nó càng trở nên dễ dàng hơn. Thì liên quan đến cơ hội này thì chắc xin anh Huân có thể chia sẻ thêm một chút về Nova World Hồ Tràm, chỗ của anh, thì để xem là với Nova World Hồ Tràm thì đang đáp ứng được cái nhu cầu của quý nhà đầu tư trong cái xu hướng second home, ngôi nhà thứ hai này như thế nào, nói rõ hơn một chút về các cơ hội. Dạ, thì chia sẻ với anh Khánh cũng như là quý khách hàng tham gia trong cái buổi live stream ngày hôm nay, thì Nova World Hồ Tràm là một trong những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tọa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với quy mô là 1.000 hecta bao gồm 10 phân kỳ, trải dài trên cung đường ven biển từ Lộc An đến Bình Châu, sẽ mang đến cho khách hàng đa dạng về tiện ích nè, đa dạng về trải nghiệm, và đặc biệt là có thể là khách hàng sẽ du lịch vòng quanh thế giới ở dưới Hồ Tràm. Từ tháng 6 năm 2019 cho đến nay thì Nova World Hồ Tràm đã giới thiệu ra thị trường 4 phân kỳ. Phân kỳ đầu tiên là phân kỳ The Tropicana, mang đến cho khách hàng một cái phong cách thiết kế miền nhiệt đới với đầy đủ các second home đa dạng, như là có nhà phố nè, có biệt thự lagoon, có biệt thự ở trên đồi nhìn ra toàn cảnh của Biển Đông, hoặc là rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu, có dòng sản phẩm shop house mặt tiền đường ven biển, có chương trình cam kết thuê lại trong vòng 60 tháng lên đến 4,2 tỷ. Và đặc biệt là có những khách hàng mà quan tâm đến những dòng sản phẩm như là biệt thự đơn lập, thì chúng tôi là cung cấp là biệt thự đơn lập mà liền kề biển với lại mặt tiền biển. Phân kỳ thứ hai chúng tôi giới thiệu ra thị trường là phân kỳ Habana Island, tọa lạc tại một trong những vị trí mà từ trước đến giờ có thể nói là chưa có và có thể sau này cũng chưa có. Đó là một vị trí mà một bên là mặt tiền Biển Đông, một bên là mặt tiền sông Ray, cung cấp ra thị trường là gần 400 sản phẩm đa dạng về phong cách thiết kế, như là phong cách thiết kế của vùng biển Caribe xinh đẹp. Ở đây thì sẽ có là biệt thự đơn lập mặt tiền biển nè, biệt thự đơn lập mặt tiền sông. Có khách hàng có muốn sở hữu shop house thì chúng tôi cũng cung cấp dòng sản phẩm shop house ở Habana, và đặc biệt là có dòng sản phẩm là biệt thự sông lập 3 tầng. Gần đây nhất là chúng tôi giới thiệu ra thị trường là phân kỳ Mojito, lấy phong cách thiết kế gọi là của xứ sở mặt trời mọc, và giúp cho khách hàng có một cái hành trình khám phá Nhật Bản thu nhỏ dưới Hồ Tràm, với quy mô chỉ có 21 hectare thôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường những dòng sản phẩm với thiết kế đặc trưng của Nhật Bản, có shop house mặt tiền đường ven biển, có nhà phố, có biệt thự sông lập và biệt thự đơn lập biển. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép giới thiệu với quý khách một phân kỳ gọi là rất là đặc biệt, đó là phân kỳ Wonderland, tọa lạc tại gọi là trung tâm của cung đường ven biển Hồ Tràm. Xung quanh có rất là nhiều resort 4 đến 5 sao với quy mô chỉ có 9 hectare thôi, nhưng mà sẽ gọi là lấy cảm hứng thiết kế từ các gọi là những câu chuyện cổ tích ở phương Tây, mang đến cho khách hàng một cái dòng sản phẩm cực kỳ đặc biệt, đó là dòng sản phẩm shop villa đa dạng về công năng, nên là vừa có thể là kinh doanh dịch vụ ở dưới, vừa có thể gọi là nghỉ dưỡng hoặc là kinh doanh dịch vụ lưu trú ở trên, gọi là đa dạng về công năng và tối đa hóa lợi nhuận.
Thì tất cả những cái yếu tố trên thì cái việc mà sở hữu một cái vị trí cực kỳ chiến lược kết nối thuận tiện đến thành phố Hồ Chí Minh, thì Hồ Tràm đang là một trong những cái địa phương phát triển về du lịch biển gần thành phố Hồ Chí Minh nhất. Thì cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút thôi, có thể kết nối với các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ qua các tuyến cao tốc, như là có cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, và đặc biệt chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành 60 phút. Trong tương lai, nếu mà sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động từ năm 2025 đến năm 2030 thì dự kiến sẽ có là tầm 25 cho đến là gần cả 100 triệu lượt khách một năm, hứa hẹn sẽ mang đến một lượng lớn khách hàng du lịch nội địa cũng như khách du lịch quốc tế đến với Hồ Tràm. Đây là một trong những cơ sở để gọi là đảm bảo được cái lượng khách du lịch đến Hồ Tràm cho cái, những cái dòng sản phẩm second home cũng như là dòng sản phẩm shop house và shop villa tại Nova World Hồ Tràm. Cảm ơn anh Huân rất nhiều. Đúng là rất nhiều các danh mục sản phẩm để lựa chọn tại Nova World Hồ Tràm. Và chúng tôi cũng được biết rằng là có rất nhiều khách hàng đã lựa chọn những dòng sản phẩm này. Và để hiểu lý do vì sao mà họ lựa chọn các dòng sản phẩm của Nova World Hồ Tràm thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng xem qua một đoạn phim ngắn ghi nhận về các ý kiến đánh giá chính từ các khách hàng đã lựa chọn sản phẩm tại Nova World Hồ Tràm. Tôi chọn cái sản phẩm mà nghỉ dưỡng Hồ Tràm, lý do là bởi vì từ Sài Gòn ra tới Hồ Tràm á, rất là gần và đã có không khí biển, không khí rừng ở nơi đó để phục vụ cái sức khỏe của chúng tôi. Và tôi yêu thích Hồ Tràm, yêu thích biển là bởi vì chúng tôi yêu thích cái tinh thần phóng khoáng thiên nhiên và chúng tôi có thể có những cái năng lượng cho nghệ thuật nay mai được nhiều hơn. I think as a family, Hồ Tràm is a very natural choice because it's close to Saigon and it gives us exactly what we are looking for. And what Trang and I really would like to do is we would like to give also Angelina the chance to see the ocean and to be close to the water and to be closer to nature and to give her that feeling, because that is very difficult to give Angelina when we're back in Ho Chi Minh City. Gia đình cô là một năm đi nghỉ dưỡng là Vũng Tàu, Hồ Tràm, Bình Châu rồi, coi như là một năm đi 2 kỳ. Thì cô thấy là nó là một cái quy mô rất là lớn, thì sau này sẽ thu hút khách rất là nhiều. Cô vừa đầu tư, cô vừa nghỉ dưỡng. Vâng, vừa rồi là những ý kiến đánh giá của các khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của Nova World Hồ Tràm. Xin được hỏi thêm anh Huân một chút là theo kinh công bố của tập đoàn Novaland thì Nova World Hồ Tràm được xem là một trong những dự án trọng điểm mà sẽ công bố hoàn thành toàn phần vào dự kiến là 2023. Thì không biết là anh Huân có thể chia sẻ thêm về cái tiến độ này được không ạ? Dự án của chúng tôi là vẫn đang chú trọng đảm bảo các tiến độ đã cam kết với quý khách hàng trong tất cả các phân kỳ. Gọi là từng bước tạo nên điểm đến mới cho thị trường du lịch trong khu vực. Và đặc biệt là trong tháng 6 năm 2021, chúng tôi đã bổ sung vào trong cái chuỗi tiện ích của Nova World Hồ Tràm, đó là suối khoáng nóng Bình Châu. Sẽ phục vụ quý khách hàng trong giai đoạn sau dịch. Để những khách hàng nào mà quan tâm đến Nova World Hồ Tràm có thể liên hệ với các bạn chuyên viên tư vấn để có thể trải nghiệm tiện ích đặc biệt này. Rồi ngoài ra là phân kỳ Tropicana, chúng tôi cũng đã hoàn thành xong như là hồ bơi nước mặn Ocean Pool 5,000 m². Chúng tôi chuẩn bị bàn giao là cái cụm biệt thự ở khu biển. Cụm shop house là chúng tôi đã chính thức bàn giao cho quý khách tháng 6 năm 2021, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2021 cho đến cuối năm. Một công viên nước là Tropicana Park sẽ đi vào vận hành vào cuối năm nay. Với phân kỳ Wonderland thì chúng tôi cũng chuẩn bị tiến hành gọi là khai trương những cái tiện ích đặc biệt trong cái chuỗi shop house mặt tiền đường ven biển. Xin mời quý khách xem một đoạn video clip giới thiệu về tiến độ của Nova World Hồ Tràm. Trong đó là nổi bật nhất là phân kỳ Wonderland.
Vâng, như đoạn phim ngắn vừa rồi cũng như là những chia sẻ của anh Huân thì chúng ta thấy rằng phân kỳ Wonderland đã giới thiệu ra một cái dòng sản phẩm cực kỳ hấp dẫn, đa công năng và tối ưu lợi nhuận, đó chính là Shop Villa. Không phải ai cũng biết về Shop Villa, chúng ta thường nghe về Shop House đúng không? Ở đây thì Shop Villa nó sẽ có những cái điều gì đặc biệt thì chắc nhờ anh Huân chia sẻ thêm. Chia sẻ với quý khách hàng, Shop Villa chính là phiên bản nâng cấp của Shop House. Với không gian linh hoạt kết hợp giữa hai công năng, tầng trệt có thể là kinh doanh, tầng trên có thể là nghỉ dưỡng dành cho cả gia đình. Với số lượng sản phẩm cực kỳ khan hiếm, chỉ có 39 sản phẩm trong chuỗi của NovaWorld Hồ Tràm thôi, thì cái yếu tố mà khan hiếm nó sẽ góp phần làm cho giá trị gia tăng của bất động sản mà khách hàng mua, kể là tiềm năng tăng giá trong tương lai. Với dòng sản phẩm Shop Villa thì thật sự sẽ mang đến cho khách hàng cái việc mà có thể là tận dụng linh hoạt. Ở dưới thì mình kinh doanh, mình kinh doanh những cái dịch vụ như sở hữu bề ngang đến 9 mét á, thì mình sẽ kinh doanh những dịch vụ như là cà phê nè, nhà hàng hoặc là các shop thời trang. Để hiểu rõ hơn về công năng cũng như là các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho Shop Villa thì mời quý khách hàng xem một đoạn video clip ngắn giới thiệu về sản phẩm Shop Villa tại Wonderland. Shop Villa, phiên bản nâng cấp của nhà phố thương mại, là dòng sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp trên thị trường bất động sản. Shop Villa thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm đang được xem là hàng cực hiếm. Vậy giá trị đầu tư của Shop Villa tại Wonderland NovaWorld Hồ Tràm đến từ các yếu tố nào? Năm 2018 có 13,5 triệu lượt khách đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Đến năm 2019 toàn tỉnh đón 15,55 triệu lượt khách. Trong bối cảnh dịch bệnh, 9 tháng đầu năm 2020 Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đón hơn 7,66 triệu lượt khách. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Sở Du lịch tỉnh ghi nhận lượng khách đến huyện Xuyên Mộc tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiềm năng đến từ hạ tầng giao thông. Sân bay quốc tế Long Thành chỉ cách Hồ Tràm 60 phút di chuyển, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 1 của quý 1 năm 2025 với công suất lên đến 25 triệu lượt khách một năm, sẽ góp phần kết nối khách du lịch trong và ngoài nước đến với NovaWorld Hồ Tràm. Hệ thống 5 tuyến cao tốc kết nối liên kết vùng đã, đang và sẽ được triển khai như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Liên Khương, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Khi hoàn thiện sẽ rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ các tỉnh thành đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến đường ven biển đi qua dự án mở rộng lên đến 42 mét, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại khu vực Shop Villa thuộc phân kỳ Wonderland, tòa lạc trái tim Hồ Tràm. Khu vực đang có nhiều resort cao cấp với lượng khách lưu trú cao và hàng loạt tiện ích cao cấp của tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm. Các căn Shop Villa có vị trí liền kề bãi biển tuyệt đẹp, gần rừng nguyên sinh và suối nước khoáng Bình Châu, dễ dàng tận hưởng cho những kỳ nghỉ bất tận. Lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Tràm, 39 căn Shop Villa Wonderland thuộc NovaWorld Hồ Tràm đang mang lại cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bởi sản phẩm sẽ gia tăng giá theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông và theo sức nóng của thị trường bất động sản Hồ Tràm. Trong 2 năm trở lại đây, giá đất khu vực này tăng đến 30-50%. Đồng thời, tính thanh khoản sẽ được đảm bảo nhờ sự khan hiếm của loại hình Shop Villa tại tất cả các khu đô thị nghỉ dưỡng hiện nay. Cùng giá trị sinh lời lớn là những yếu tố nổi bật mà dòng sản phẩm Shop Villa tại đây đang mang lại cho các nhà đầu tư. Nhờ thiết kế tối ưu 2 tầng 3 chìa khóa, Shop Villa đảm bảo 2 chức năng: khai thác kinh doanh với đa dạng loại hình sản phẩm và dịch vụ cao cấp ngay giữa trái tim du lịch Hồ Tràm, và thảnh thơ nghỉ dưỡng với không gian vừa riêng tư vừa đầy đủ tiện ích du lịch giải trí, dễ dàng sở hữu với chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn, cam kết cho thuê 800 triệu trong 12 tháng, gói hoàn thiện nội thất lên đến 3,9 tỷ đồng, miễn phí quản lý 60 tháng, ưu đãi cổ đông Novaland trị giá 110 triệu đồng, ưu đãi chiết khấu thành viên Nova Loyalty lên đến 5%, chỉ thanh toán ban đầu 5% đối với lịch vay ngân hàng tương đương 600 triệu đồng, ưu đãi chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 5%. Shop Villa Wonderland NovaWorld Hồ Tràm, một chiến lược đầu tư thông minh cho lợi nhuận kép không thể bỏ qua. An nhàn đầu tư, thảnh thơi nghỉ dưỡng. Vâng, qua đoạn clip vừa rồi cũng như là những chia sẻ của anh Huân thì mọi người cũng thấy rằng là Shop Villa được xem là hội tụ tất cả những cái ưu điểm mà nhà đầu tư đang tìm kiếm ở một cái sản phẩm bất động sản mà cho lợi nhuận kép. Thì ở đây thì chúng tôi có sự hiện diện của đại diện nhà phân phối dòng sản phẩm này là anh Thanh. Thì xin anh Thanh có thể cho biết thêm về chương trình đầu tư và là những ưu đãi mà mình có đối với cái Shop Villa Wonderland này hay không?
nhiều khách hàng đang rất là nôn nao và chờ đón những ưu đãi đặc biệt có trong sự kiện ngày hôm nay. Và với hiện tại, dòng sản phẩm Shop Villa Wonderland đang được nhận chương trình cam kết cho thuê lên đến 800 triệu đồng trong vòng 12 tháng. Và khách hàng sẽ sở hữu, sẽ được nhận được những cái ưu đãi đặc quyền giá trị như tặng gói nội thất trị giá lên đến 3,9 tỷ đồng, miễn phí quản lý lên đến 60 tháng, ưu đãi Nova Loyalty lên đến 5%, khách hàng là cổ đông Novaland, ưu đãi trị giá 110 triệu đồng và khách hàng chọn lịch thanh toán vay chiết khấu ngay 5% và chỉ thanh toán đợt 1 là 5%. Và đặc biệt trong sự kiện ngày hôm nay thì tất cả các khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lựa chọn theo nhóm với chiết khấu là từ 1 cho đến 3% theo số lượng sản phẩm và chỉ áp dụng duy nhất trong sự kiện trực tuyến ngày hôm nay. Phần rất là cảm ơn phần chia sẻ của anh Thanh. Thì quý khán giả cũng lưu ý rằng là ưu đãi vừa rồi là ưu đãi chỉ dành riêng cho khách hàng đang xem livestream ngày hôm nay. Đó là việc khách hàng lựa chọn sản phẩm theo nhóm sẽ được chiết khấu từ 1 đến 3% tùy theo số lượng căn và chỉ dành riêng cho khách hàng đang xem livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tôi xin phép được mời anh Vũ, đại diện của Nova F&B. Xin anh Vũ có thể chia sẻ thêm về tiềm năng của Nova World Hồ Tràm. Hiện nay Nova World Hồ Tràm thì đang được đánh giá là một trong những dự án hấp dẫn của phía Nam. Và anh Vũ có thể nói thêm về tiềm năng của dự án này cũng như là những cái thương hiệu F&B, thương hiệu về mua sắm sẽ xuất hiện tại đây. Xin mời đầu cầu ở phía Nova F&B. Xin mời anh Vũ ạ. Xin cảm ơn Quốc Khánh. Là một thành viên của Nova Group, Nova Service có nhiệm vụ phát triển các dịch vụ thương mại ẩm thực bán lẻ tại các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tập đoàn Novaland. Để làm tốt công tác phát triển và vận hành nhóm ngành bán lẻ ẩm thực tại khu vực Hồ Tràm, chúng tôi đã có những nghiên cứu thị trường rất kỹ, đặc biệt là tiềm năng du lịch khu vực Hồ Tràm, thị hiếu của khách du lịch và cư dân địa phương ở nơi đây để phát triển các sản phẩm thương mại và đưa các thương hiệu phù hợp về Nova World Hồ Tràm đáp ứng nhu cầu ẩm thực, vui chơi, giải trí của khách hàng tại nơi đây. Chúng tôi xin phép được chia sẻ một vài phân tích của chúng tôi về những lý do mà Nova World Hồ Tràm sẽ là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất phía Nam. Như anh Vân có đã chia sẻ thì trước tiên phải nói đến cái vị trí của dự án. Dự án Nova World Hồ Tràm là một phố biển phồn hoa giữa trái tim du lịch Hồ Tràm, với một vị trí kết nối thuận tiện để du lịch nghỉ dưỡng vào mỗi cuối tuần. Và đã là du lịch biển thì bãi biển sẽ là sự quan tâm đầu tiên, và hầu hết các sản phẩm second home ở Nova World Hồ Tràm đều nằm sát bãi biển rất đẹp, liên kề các resort cao cấp với lượng khách lưu trú cao. Tuy nhiên á, Hồ Tràm vẫn thiếu vắng các dịch vụ thương mại, ẩm thực, giải trí để có thể níu chân các thượng khách cao cấp ở lại lâu hơn, hưởng thụ nhiều hơn và chi tiêu mạnh hơn. Hiện nhiều dự án có quy mô lớn tại Hồ Tràm chỉ tập trung phát triển sản phẩm lưu trú. Các sản phẩm thương mại như Shophouse thì lại chiếm một số lượng ít, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, ẩm thực của khách hàng. Chính vì vậy, Nova World Hồ Tràm có một cái sự quy hoạch bài bản hơn rất là nhiều, và dự án đang được phát triển theo hướng điểm đến cao cấp, sôi động, hấp dẫn và đầy đủ tiện ích. Khi du khách đến với các khách sạn resort thì cái nhu cầu tiếp theo mà ai cũng phải có đó là nhu cầu ăn uống. Về tiện ích chuỗi nhà hàng ẩm thực thì dự kiến tháng 7 này Nova F&B sẽ vận hành thêm hai thương hiệu, Fairy Garden Coffee, đó là một quán trà cà phê, và một thương hiệu là Frozen Ice Cream Parlor, là một quán kem. Trong tương lai sẽ có thêm các nhà hàng với chủ đề King and Queen, vì cái phân khu Wonderland được xây dựng theo chủ đề xứ sở thần tiên. Ngoài ra sắp tới sẽ có cái thương hiệu trà sữa Sinh Vu Tăng, Hot Pot Story, và hiện tại đang có một quán Sài Gòn Casa Cà Phê hiện hữu. Cuối năm 2021 sẽ khánh thành nhà hàng The Shop. Nhà hàng cá mập này sẽ được bao bọc bởi các bể cá aquarium rất là lớn. Đây sẽ là một concept nhà hàng hải sản 5 sao cực kỳ độc đáo tại Hồ Tràm. Về phân khúc retail của chúng tôi thì tương lai cũng sẽ rất sôi động với các loạt cửa hàng tiện lợi như là Family Express, Spa làm đẹp, City Spa, tiệm thuốc Tây, Pharmacity, và các cửa hàng thời trang cũng sẽ đổ bộ về đây. Thì có thể thấy trong tương lai các thương hiệu này sẽ được chào đón vì Hồ Tràm sẽ cung cấp
đầy đủ, Novo Hồ Tràm sẽ cung cấp đầy đủ các tiện ích về ẩm thực, mua sắm, cộng hưởng cùng với các tiện ích giải trí nổi bật, thì chúng ta thấy rằng là dự án Novo Hồ Tràm không còn đơn thuần là du lịch nghỉ dưỡng nữa, mà sẽ là du lịch trải nghiệm. Rõ ràng cơ hội cho các thương hiệu trong nước và quốc tế đến với Hồ Tràm là còn rất rộng mở và vô cùng tiềm năng. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi clip giới thiệu về hệ sinh thái của Nova Service Group. Nova Group trân trọng giới thiệu Nova Service. Nova Service là thành viên của Nova Group. Nova Service hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, bao gồm lĩnh vực bán lẻ, lĩnh vực dịch vụ và phát triển cộng đồng. Trong lĩnh vực bán lẻ, Nova F&B là đơn vị xây dựng mô hình kinh doanh, quản lý và vận hành các thương hiệu đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, chuỗi cà phê và mô hình bar, lounge, giải trí. Nova Retail là thương hiệu vận hành và kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm. Nova Retail sẽ là nơi hội tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong lĩnh vực dịch vụ, Nova Hospitality là đơn vị quản lý, phát triển hệ thống khách sạn, resort và quản lý các thương hiệu vận hành quốc tế. Với mục tiêu cung cấp những kỳ nghỉ đặc cấp, giá trị, đồng thời là tài sản lâu dài cho các gia đình, Big Ben Holiday định hướng trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ uy tín và chất lượng. Nova Travel là đơn vị đầu tư và phát triển tour du lịch, tham quan và trải nghiệm dịch vụ dành cho khách nội địa và quốc tế, triển khai các dịch vụ vận chuyển du lịch để gia tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nova ENN, đơn vị chuyên về giải trí, văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, ra đời với sứ mệnh góp phần nâng tầm phong cách sống và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Nova Dream là đơn vị nghiên cứu và phát triển các sản phẩm vui chơi giải trí đa dạng, độc đáo như công viên giải trí chủ đề, công viên nước, công viên văn hóa, công viên động vật hoang dã, nông trại xanh. City Gym là hệ thống phòng tập đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, mang không gian xanh vào khu vực tập luyện thể thao, kết hợp cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. City Gym đáp ứng nhu cầu về cải thiện vóc dáng và chăm sóc sức khỏe cho người Việt. City Spa là Eco Day Spa đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng với sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp được làm từ thiên nhiên dành cho khách hàng. Nova Golf Club phát triển chuỗi tiện ích sân golf tiêu chuẩn quốc tế, vận hành sân golf, tổ chức các giải đấu golf quốc tế. Nova Golf Club hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất với thiết kế đầy sáng tạo, trang thiết bị và dịch vụ khách hàng vượt trội, hiện hữu tại các dự án bất động sản lớn của Nova Group. Nova Football là đơn vị cung cấp các khóa huấn luyện bóng đá tiêu chuẩn từ Brazil dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Lĩnh vực phát triển cộng đồng, Nova Education là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến phổ thông trung học, cao đẳng, đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, đem đến môi trường giáo dục tiên tiến và toàn diện. Nova Healthcare là hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam. Nova Healthcare tập trung phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh thông qua hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế, phòng khám đa khoa quốc tế, phòng khám bác sĩ gia đình và viện nghiên cứu y học hiện đại cũng như các trung tâm nghỉ dưỡng. PTN Foundation, quỹ phát triển y tế giáo dục của Nova Group, đã và đang hỗ trợ học sinh Việt Nam gặp khó khăn có thêm điều kiện được đến trường, giúp các trường có thêm kinh phí để phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn. Nova Service. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Vũ cũng như là cái đoạn clip ngắn rất là tuyệt vời để chúng ta hiểu thêm về Nova Service Group. Bây giờ thì xin được đến với đầu cầu của VP Bank, chào anh Bảo ạ. Xin chào anh Bảo, anh Bảo có thể cho biết thêm về
các chính sách vay vốn ưu đãi của mình dành cho các khách hàng đang quan tâm đến dự án NovaWorld Hồ Tràm được không ạ? Dạ vâng. Thì với sự hợp tác toàn diện với tập đoàn Novaland thì VBank đang áp dụng các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Thứ nhất đó là chính sách ưu đãi 3.0, không gốc, không lãi và không phí. Theo đó thì quý khách sẽ không phải trả nợ gốc, sẽ được ân hạn gốc trong vòng 6 năm, không phải trả lãi, có nghĩa rằng quý khách sẽ không phải trả lãi cho đến khi nhận nhà, phần lãi này sẽ do chủ đầu tư hỗ trợ. Không phí, với phí phạt trả nợ trước hạn là 2,5%, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ toàn bộ cái phần phí phạt này. Cái điểm thứ hai đó là về cái cấu trúc mà của khoản vay, cấu trúc tài chính thì như thế nào ạ? Thì theo đó thì VBank cho vay lên đến 75% giá trị của hợp đồng. Quý khách chỉ cần phải vào vốn từ có 15% khi mà thời điểm VBank giải ngân và 10% còn lại quý khách sẽ chỉ thanh toán khi mà nhận nhà. Đồng thời thì VBank cho vay với số tiền lên đến 20 tỷ đồng và thời hạn vay 33 năm. Về cái chứng minh thu nhập có phức tạp quá không ạ? Thì kính thưa quý khách thì là về chứng minh thu nhập rất là đơn giản. Quý khách sẽ phải lựa chọn một trong ba cách sau. Cách thứ nhất đó là bảng kê khai thu nhập do chính khách hàng tự kê khai. Cách thứ hai đó là chứng minh bằng tài sản tích lũy 150% trên số tiền vay. Và cách thứ ba đó là chứng minh từ cái nguồn thu từ doanh nghiệp của quý khách hoặc là từ cho thuê tài sản hoặc là từ thu nhập khác. Về cái thủ tục phê duyệt khoản vay thì rất là đơn giản. VBank sẽ phê duyệt cho quý khách trong vòng 5 phút sẽ có phê duyệt nguyên tắc và trong vòng 4 giờ đồng hồ ngay khi mà nhận được những hồ sơ rất là cơ bản thì quý khách sẽ nhận được những phê duyệt chính thức. Và tiếp theo thì là VBank cũng như chủ đầu tư và khách hàng sẽ hoàn thiện cái hồ sơ vay ạ. Vâng, xin cảm ơn Bảo rất nhiều về những thông tin về chính sách ưu đãi của VBank vừa rồi. Thì hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả đã tìm được câu trả lời cho sàn dòng sản phẩm shop villa ngôi nhà thứ hai của lợi nhuận kép. Và mọi người xin lưu ý là cái ưu đãi đặc biệt của ngày hôm nay chỉ có trong ngày hôm nay, đó là khách hàng sẽ được lựa chọn sản phẩm theo nhóm với chiết khấu là từ 1-3% tùy theo số lượng căn và chỉ dành riêng cho khách hàng tham gia livestream ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với phần hỏi và đáp để giải đáp các thắc mắc của quý vị khán giả. Và trước khi bước vào phần hỏi và đáp thì xin mời mọi người chúng ta cùng xem lại như hình ảnh để tóm tắt lại các chính sách ưu đãi đặc biệt có trong chương trình ngày hôm nay. Phước Kỳ Wonderland tọa lạc tại trung tâm tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút di chuyển qua cao tốc. Wonderland tự hào giới thiệu dòng sản phẩm biệt thự thương mại shop villa, loại hình biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp chức năng kinh doanh cao cấp. Sở hữu các căn shop villa Wonderland ngay hôm nay với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tặng gói hoàn thiện nội thất trị giá 3,9 tỷ đồng, các thiết kế đẳng cấp mang đến sự tiện nghi và tinh tế trong từng không gian sống. Khách hàng sở hữu shop villa còn nhận được cam kết cho thuê 800 triệu một năm và tặng 5 năm phí quản lý. Chiết khấu đặc biệt thêm 5% khi chọn gói hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, không gốc, không lãi, không phí tất toán trước hạn. Với lịch thanh toán nhẹ nhàng, đợt 1 chỉ 5% và rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Tòa lạc tại trung tâm mua sắm vui chơi giải trí Wonderland, dòng sản phẩm shop villa với công năng độc đáo 2 tầng 3 chìa khóa, kết hợp ưu thế biệt thự sân vườn khoáng đạt, vừa đem đến những trải nghiệm sống lý tưởng, vừa mang đến những cơ hội sinh lời bền vững cho chủ nhân thảnh thơi nghỉ dưỡng mà vẫn thư thái hưởng lợi. Với quy hoạch đồng bộ, phân kỳ Wonderland có tới hơn 75% sản phẩm phục vụ mục đích thương mại, bao gồm shop villa, shop house, boutique hotel. Quy tụ nhiều thương hiệu đẳng cấp quốc tế được quản lý và vận hành bởi Nova F&B. Tại trung tâm dự án là cụm khách sạn Movenpick, mô phỏng theo kiến trúc lâu đài châu Âu, đây sẽ là nơi tổ chức những lễ hội, sự kiện đầy sắc màu, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Tất cả góp phần biến Wonderland trở thành biểu tượng mới của Hồ Tràm. Hạ tầng đồng bộ, ưu đãi hấp dẫn, kèm theo hệ sinh thái đa dạng từ Nova Group. Có thể nói, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu shop villa phiên bản giới hạn. Còn chờ gì nữa? Liên hệ để trở thành những chủ nhân đầu tiên của shop villa Wonderland NovaWorld Hồ Tràm.